trận đấu thứ hai nào, Kata. Cần. Lại con quân này cũng nhăng nhác trận trước. Mình là Kata Per, bên mình Kata Sam, bên kia là Mark Per. Vâng, vẫn là thời điểm đầu bên kia đột biến hơn, nhưng về lâu về dài thì bên mình lại đột biến hơn. Để chúng ta xem một bài đấu đẹp của Kata nào. Thì có thể cần Per bên kia. Còn bên kia một trong hai người nhiều khả năng sẽ lên cung A. Một nhiều khả năng bài Per, bài Mark sẽ có một người lên cung A. Cả một bài đấu mà thời điểm đầu cũng là được dành cho Kata này rồi. Thấy là cũng dường như là có hiêu đầu to. Không biết thấy voi vọt thì chưa. À, có một voi. Đấy, tạm thời là được một chút. Nhìn chung vẫn là chưa đủ đối với Kata. Chuyển máy xem màn hình máy Summer. Có lẽ vẫn sẽ đánh hai chém. Có lẽ vẫn sẽ đánh hai chém thôi. Có quả phụ đây dành cho Summer. Báo về là sẽ cần Per. Ở cái tầm này vẫn không cần được thì cũng cố mà cần. Quả phụ là hơi sâu. Vâng, báo về từ game thủ Ngọc Sơn là anh gặp Nam Bi. Nam Bi là người Per. Kata đầu với Per. Rồi bài Mắc Binh. Mắc Binh rồi. Rất nhiều quả phụ dành cho bài này. Có nhường à? Không, có lẽ là Nobi cũng đủ đồ, không cần nhường đâu. Ăn hết. Sẽ ăn hết. Hơi đáng tiếc một chút cái bài này gỗ đầu xa. Hơi đáng tiếc bài Kata này gỗ đầu xa quá. Sẽ đóng ngay ăn bài hiệu đầu của S. Ăn bài hiệu đầu của S. Một bài hiệu to. À đây là hiệu phụ. Hiệu đầu là một điểm. À đó, hiệu đầu à? À hiệu đầu. Hiệu to đấy. Hiệu 7 con. Hai quả phụ, một voi, một bài hiệu to. Lên sẽ không sớm, lực siêu khỏe cho Kata này. Và bài đấu cần thì lên bánh xe bằng đi đập dần luôn cũng được. Đi đập thằng Phơ trước. Một P và sẽ đập dần luôn. Homes.
Ở bài đấu Kata sẽ kích ở tầm cuối 10. Cuối 10 với 25 nông dân. Nobi báo về là cần pơ. Vâng, kích đời rồi. Kích đời cho Nobi với 23 dân rồi. Bây giờ đi ăn hoang thêm một bầy hiêu. Ở cánh bên này thì Nobi sẽ gặp Maxe. À không không, mình không phải là Mặc, cũng không phải là Linda, mình là Akiho đây, hay bình luận team Hà Nội đây. À, có bình luận chung kết bé yêu vừa rồi anh em là xem màn hình máy của team Hà Nội thì chắc là cũng nhận ra giọng. Giọng thì cũng hơi giống nhau thật, giọng cũng hơi anh em cũng hơi kiểu khàn khàn giống nhau. Mình nhận xét là có giọng hơi giống Mặc. Vâng, con giò Persian đã chọc vào Kata. Bài đấu mà chưa ăn được vàng, tôi ăn bãi vàng này. Và lên đời xong sẽ là một P. Lên đời xong yếu hơn thì sẽ đóng P. Còn thiếu một chút gỗ có thể ăn vàng. Rồi bài này vâng, liệu Nobi có thể bơm đồ được cho bơm một chút gỗ được không? Thôi tí nữa bơm. Và công lên nhà của game thủ 18 này. Đây là người cầm Maxe. Chưa lên đời thì Maxe. Vâng, gặp Maxe mà gặp Summer lên muộn hơn thì hơi khó cho Max ấy nhá. À vâng, lúc đấy lúc thực ra cái lúc Hà Nội thắng 4-3 thì thằng Toàn nó cũng sợ, nó cũng đi về. Thế cho nên là may là không bị trêu lại. Vâng, có Y được nhà Maxe. Vâng, vừa đóng xong nhà Y này hơi đen. Không sao, không sao. Bây giờ đi ra dần dần, sẵn sàng bỏ nhà cũng được. Thành Sơn và Nam Bi là hai game thủ của team Thái Bình. Thôi, tờ này liệu có kịp vẩy hay không đây? Rất nhiều thực này, màu năm rất nhiều thực. Rất nhiều thực, màu xin cho Summer ý thực. Không, từ từ. Bơm nhầm thì bên kia thì chết thật đấy. Một bài mà có lẽ là đáng yếu đến từ Kata gặp Persia. Nhưng mà Summer là một loại quân mà vâng, tôi nghĩ là sẽ cân đôi được hai cái nhà không bánh xe này. Nếu như có cung R tầm 5-6 con cung R và kin được dân sớm thì sẽ hoàn toàn có thể cân đôi dành cho Summer. Kata không biết liệu có công phu nó lên ôm bộ ôm ở nhà Pơ không đây. Không có gỗ. Tiếp tục bị lọt vào. Một con chém. Persian cực kỳ đông. Vâng, cần phải có lẽ cần phải một tên gì đấy đi ôm bom lại Pơ. Không để Pơ nó trở lại đá này hơi khoai. Chưa bò vàng là Persian. Cố gắng đổi mạng. Phải có gỗ sửa e đã. Đây Nobi rồi, Maxe thì cũng yếu lắm rồi đấy. Thằng 18 này yếu lắm rồi. Cùng R lên bắn bãi vàng. Có Y đâm. Tầm này Y thì kệ đi, ăn dân trước. Đi ăn dân trước rồi tí tỉa Y sau. Rồi, feed bãi vàng Maxe. Dân ăn hoàng thì cũng đã gần feed. Để tí tỉa Y Maxe ra cũng ăn dân đã. Chéo thằng Pơ đi. Lẽ tầm này từ thời điểm chéo thằng Pơ được rồi. Ăn nổ 1, sắp 1 rồi. Em cũng không do, có lẽ là coi một người thử, có lẽ là theo như phán đoán thì mình nghĩ đấy là có thể là Nam Sâu Kiêu hoặc là Hải Sẹo. Đây mọi người em phán đoán như vậy thôi. Làm lại mình đang đây, làm lại mình đang đây cái map xe là Pita rồi đấy. Có phù mình có cung đờ thì tên này một tên đấu trận đang chơi cối để có thể giữ nhà. Chơi cối để giữ gỗ này, giữ dân. Rồi Persian sau tên này sẽ siêu yếu đây, bằng Persian cũng gần fit rồi. Thì vấn đề là bên bạn còn Y, bên mình lạc đà, bên kia lạc đà rất đông. Bây giờ một tên đấu mà phải, tôi nghĩ là phải có Y hoặc còn phải có phù lại cơ. Rất đông lạc đà bên bạn. Hàm đang đè nhưng mà bên mình lại là một bài đấu mà không có nhiều quân, chỉ là giữ được dân thôi, không có nhiều quân. Hàm vẫn đang đè nhưng mà vấn đề là không có quân. Cô gỗ đóng một cái phù thì ngon quá, không có Y rồi.
Tuần này có Y thì ngon, một trong hai nhà đóng Y đi. Một trong hai nhà phải đóng được Y, xin ý thức nào nào một thôi. Tuần này từ một tuần đấu mà số lượng đặt đà tôi nghĩ là cần 3-4 con Y là ngon. Nhưng vấn đề là không ai đóng được Y. Không ai đóng được Y tình huống này. Vâng thì có hy vọng là một một điền gỗ và đóng được Y thôi. Nhưng dân mình kia gần hết rồi. Cố gắng bắt nốt chém nhà thủ 8 này. Vâng, bụt chết được con giò ngừa mát. Vâng, Kata còn 11 thôi. Rất nhiều vàng. Không có gỗ để ra phù bằng tuần này. Ra xin được tầm 6-7 con phù thì tươi. Có lẽ là nên đầu tư gỗ cho một ai đấy xây phù, xây y đi. Thì nên đầu tư một trong hai người. Đóng y dành cho Nobi rồi. Vâng, nên đầu tư gỗ cho một ai đấy. Còn 8 thôi, tôi đi ăn hoang thêm bãi quả nữa. Quần bên kia là rất đông, dân không còn, quần là rất đông. Đừng ấy nhá, các ông quân mình một năm, quân mình. Vâng, nhưng mà cũng chạy lạc đảo đến nơi luôn. Rất đông lạc đà. Tăng thêm một nhà BA nữa dành cho mùa 1 này. Có thằng quạt lại Persian turn không nhờ? Đây, thằng quạt lại Persian. Bây giờ vâng chỉ cần vâng 75 gỗ này vâng 900 vàng. Xin gỗ đóng phù đi bơm hết gỗ đóng phù. Đóng phù. Đóng phù kín kín và xin được tầm 5 con phù thì tươi. Vâng còn tham một thôi. Thôi cố gắng làm lấy cái phù đi để có thể cần lại lực vơ. Thằng Max này có 1-2 con chém không sợ. Cố gắng ra tầm 6-7 con phù để cân được vơ đi. Vâng, thà bên kia lại đang đè ngược lại. Trong bên kia mình màu 5 mất thang. Rất đáng tiếc. Trận này màu 5 lực yếu cho nên không thể ra được phù. Chứ còn tôi nghĩ cái tên, vâng cái tên đấy mà có một phù và thực hai con phù thủ trong bãi gỗ thì sẽ không có đến mức độ này. Nhưng mà lực yếu quá, không thể xin được. Rồi tên này sóc vâng trần lực phù ra. Tầm này một giận chỉ biết cách chơi phù rồi. Không cần chơi được gì khác. Có phù là được đấy, chắc chắn là phải có phù rồi. Lạc đảo rất đông. Có 7 con phù. Đang xin. Xin được tầm 7 con phù đấy. Nobi có tí gỗ lẻ không khi bơm nốt để đóng ghét. Bơm nốt để đóng ghét, như vậy là bơm như vậy là về đóng ghét trước. Vâng. Lộ. Chạy ra chốt được 2 ghét đấy. Không được, họ là người thì tỉnh hơn. Vâng, tường đấy không để ý chốt được mấy con lạc đà trong đấy thì tươi. Vâng, cố gắng xin phù. Được không? Rồi được, giấu luôn. Giấu hết tí nữa tụ vào sau. Giấu hết. Quá đông là pờ công có tầm 3 con phù thì công lên luôn nhá, tầm 3 con phù công lên luôn. Thằng hai lần trận này mà có lẽ là một tên cần phải bình tĩnh hơn. Bình tĩnh hơn đến với Ngọc Sơn, trận này anh bơm nhầm thứ hai lần. Cái điều này một cái điều mà các game thủ không được phép mắc phải trong đấu trường thi đấu chuyên nghiệp. Có ý Max C đấy, để phù đặc đà thôi. Vâng, được một con ý Max C rồi. Được một con ý Max C. Và đen luôn. Thôi, có ý đâm luôn đi, có ý đâm lật đâm luôn thằng bơ. Vẫn thi đấu được. Rồi, được, tiếp tục được, giấu đi, lại quay về, được bao nhiêu được con thì được. Rồi, tiếp tục phù được dành cho Ngọc Sơn. Nào, đèn luôn đến từ đội bạn. Bị nêu trôi nhà phù rồi. Thank you.
Không được tên này, như vậy còn đúng một con y mà con dân. Hết phù. Trận đấu khó và có lẽ là tỷ số sẽ là 1-1. Tiếc quá, trận này có những thời điểm mà